Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim được cải biên từ tác phẩm điện ảnh nổi tiếng Thu Cúc Đi Kiện của đạo diễn Trường Nghệ Mưu. Dự án phim từng tạo được tiếng vang rất lớn trong làng điện ảnh xứ Trung với nội dung hấp dẫn và thú vị. Với Hạnh Phúc Đến Vạn Gia lần này sẽ do đạo diễn Trịnh Hiểu Long phụ trách. Nội dung của bộ phim xoay quanh câu chuyện về cuộc đời cô gái thôn quê tên là Hạnh Phúc do Triệu Lệ Dĩnh thủ vai. Cô là vợ của con trai cả nhà họ Vương ở thôn Vạn Gia. Đây là một cô gái thông minh, xinh đẹp, lại dịu dàng nết na, là chuẩn mực cho nét đẹp của người phụ nữ phương Đông thời xưa. Không chỉ vậy, cô còn là một người phụ nữ độc lập và rất kiên cường. Cô có niềm tin rất lớn vào công lý và lẽ phải, luôn luôn một mực bảo vệ sự tôn nghiêm của bản thân và gia đình. Chính vì vậy, sau khi kết hôn, bị gia đình nhà chồng đánh đập hành hạ, Hạnh Phúc đã kiên cường chống lại để bảo vệ mình. Cuối cùng, khi những mâu thuẫn với mẹ chồng được đẩy lên đỉnh điểm, cô buộc phải ly hôn với chồng. Điều này đã gây xôn xao cả một vùng quê nhỏ nơi cô sinh sống. Không chỉ dừng lại ở đó, Hạnh Phúc còn nhiều lần đi kiện nhà chồng để đòi lại công bằng. Một mình lên thành phố kiếm sống, trải qua bao gian lao vất vả, không ngừng học tập và thích nghi để trưởng thành. Cuối cùng, Hạnh Phúc đã trở thành một bà chủ có tiếng. Bộ phim không chỉ phản ánh sự bất công và tàn bạo đối với người phụ nữ trong xã hội phong kiến xưa, mà còn ca ngợi sự dũng cảm, kiên cường vượt lên số phận của họ. Mới đây, trên Weibo chính thức của đoàn làm phim đã xác nhận nam chính diễn cặp cùng Triệu Lệ Dĩnh trong phim là La Tấn. Ngoài ra, bộ phim còn có sự xuất hiện đặc biệt của nữ diễn viên nổi tiếng Huệ Anh Hồng trong vai mẹ chồng của Hạnh Phúc. Bộ phim được coi là một sự thách thức bản thân rất lớn đối với Triệu Lệ Dĩnh, cũng là một cơ hội lớn đối với cô. Diễn cặp cùng một dàn diễn viên cạo cội nổi tiếng trong làng giải trí xứ Trung, vai diễn này từng được cùng đợi thể hiện vô cùng thành công. Liệu rằng, với các bóng quá lớn đó của tiền bối đi trước, Triệu Lệ Dĩnh có hoàn thành tốt vai diễn lần này hay không? Chúng ta hãy cùng hồi hộp chờ đợi xem màn kết hợp đặc biệt này của Triệu Lệ Dĩnh và La Tấn nhé! Hãy đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.